Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng, chuyện cha phê Dô Tường dần xuất hiện sự thật từ anh Bảy Thật. Nhiều người ngỡ ngàng trước thông tin của cha tôi Phang cung cấp. Thật buồn nếu đây là sự thật. Xin cầu nguyện cho cha phê Dô Nguyễn Văn Tường và gia đình. Kính thưa quý vị, vụ việc cha phê Dô Nguyễn Văn Tường được Chúa gọi về đột ngột quả là để lại nhiều lời ra, tiếng vào. Chúng ta đã từng nghe lời bình luận của cha giáo Nguyễn Đức Thắng trước đó rằng Đức Giám Mục Vĩnh Long đã ủy quyền và nhờ một linh mục khác tới giải vạ cho cha Tường trước khi cha tôi Phang từ Mỹ về làm các phép. Tuy nhiên, có vẻ cha tôi Phang, vị linh mục đã giải vạ cho cha Tường và công bố rộng rãi trên mạng xã hội, ngài có vẻ chưa tin những điều mà cha Nguyễn Đức Thắng đưa ra sau đó. Vì nếu đã có linh mục giải vạ rồi thì ngài đã không tới giải vạ nữa. Ngài đặt nghi vấn liệu rằng các cha tòa giám mục có thực sự tha thứ cho cha Tường hay không. Mới đây, cha tôi Phang công bố một điều mà ngài cho là sự thật chấn động như sau. Tôi Phang chỉ đăng có thời gian ngắn thôi nhé. Sau đó sẽ xóa bài đăng này, rửa mặt cho tòa giám mục Vĩnh Long. Kính thưa cộng đồng Facebook, lúc này là 10 giờ 20 phút đêm ngày 22 tháng 11 giờ Mỹ và là 11 giờ 20 phút sáng ngày 23 tháng 11 giờ Việt Nam. Con, tức tôi Phang, có gặp anh Bảy là anh trai cha phê Dô Nguyễn Văn Tường trên Zalo. Con có hỏi thăm, động viên và hiệp thông với gia đình lời cầu nguyện cho cha phê Dô Tường. Từ hôm con thăm và làm các phép cho cha phê Dô Tường đến bây giờ, ngày nào con dâng lễ cũng cầu nguyện cho ngài. Có một điều con xin rửa mặt cho tòa giám mục Vĩnh Long là các ngài không cần phải thuyết phục anh Bảy thông báo trên truyền thông nữa. Anh Bảy cho biết là có ba linh mục gồm cha Quang, họ Đạo Phước Hảo, cha Nhạn, họ Đạo Vinh Kim, vừa là hạt trưởng, và cha Tú, họ Đạo Rồng Lớn, đã đến thuyết phục anh Bảy Thật. Đính chính trên truyền thông là tòa giám mục Vĩnh Long đã gửi người tới làm các phép cho cha phê Dô Tường trước khi cha tôi Phang đến. Với nội dung này, các cha không cần phải đưa thân đến thuyết phục anh Bảy nữa. Con chính thức thông báo và rửa mặt cho các cha và tòa giám mục là những gì các ngài nói đều là sự thật. Hình chụp trên Zalo với anh Bảy và mộ phần cha Tường đang thi công. Con kính chúc quý ngài, quý cộng đồng Facebook sức khỏe và muôn ơn lành từ Thiên Chúa. Viết thêm, chuyện gần như đã chìm rồi. Sao các ngài lôi lên làm chi chi vậy? Hết trích. Dưới bài viết của cha tôi Phang, rất nhiều người ngỡ ngàng về thông tin này. Chị Liên Lương bình luận, trời ơi, lại còn vậy nữa. Nếu các cha không đến thì xấu mặt các cha thôi có gì đâu, mà nếu các cha có đến rồi thì cần gì phải nhờ anh Bảy đính chính lại, chứng tỏ các cha chưa đến. Anh Công Nghiệp viết, tại sao các cha ở tòa giám mục Vĩnh Long lại đi giấu giếm sự thật thưa cha? Sự thật có giấu cũng chỉ là với con người, còn trước mặt Chúa thì cũng là giả dối. Chú Trần Văn Thung viết, cảm ơn cha đã chia sẻ bài viết để cộng đồng mạng hiểu rõ sự việc cha Tường, nhân chứng là anh Bảy. Chị Thảo Tê Dê Sa viết, tòa giám mục Vĩnh Long gian dối. Chị Mỹ Dung viết, sau khi ra vạ cho cha Tường thì công khai, đến khi giải vạ thì không ai biết. Vậy sao khi cha Thắng gọi điện thoại sao không trả lời đã giải vạ rồi để cha Thắng khỏi phải đi quá xa đến giúp cha Tường? Khỏi cần thuyết phục anh Bảy làm chi vì mọi người đã hiểu. Ngay cả trong lễ an táng của cha Tường cũng không thấy thánh lễ đồng tế là hiểu rồi. Tòa giám mục Vĩnh Long khỏi cần giải thích hay thuyết phục anh Bảy. Chi nữa? Chú Bùi Chí Linh viết, Chúa dạy, có thì phải nói có, không thì phải nói không. Linh mục Vĩnh Long cư xử như dân ngoại. Tòa giám mục Vĩnh Long lươn lẹo làm chi vậy, buồn. Trên đây là những thông tin được cung cấp từ một phía từ linh mục tôi Phang, chưa có tiếng nói của tòa giám mục Vĩnh Long. Kính thưa cộng đoàn, người nhà cha Tường vừa qua chia sẻ cuộc sống lành thánh của ngài sau khi bị vạ tuyệt thông, ngài đã chuyển sang một ngã rẽ mới. Bí mật của cha, nhà khoa học linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Vậy là cha, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường đã về với Chúa được 19 ngày.
5 năm, con được đồng hành cùng cha, được cha chỉ dạy biết bao điều. Gần đây, cha Tường hối thúc. Con phải khẩn trương làm việc này việc kia cho cha, vì cha không thể ở lâu được. Lúc đó, con vẫn ung dung đáp lại. Cha còn trẻ, còn khỏe thế, cha sống lâu đến 100 tuổi cơ mà. Cha làm sao mà bỏ chúng con đi được? Con đường cha đi là đi ngược thế gian, sứ mệnh của cha xong, Chúa gọi cha về ngày nào thì cha về, nhưng chắc không còn lâu nữa. Trong một lần nói chuyện vui, cha bảo con, Trang Nhung này, mày có ông cha như tao, mày cũng hãnh diện chứ? Vâng, con vô cùng hãnh diện và tự hào. Nhưng con không biết, ngày cha về với Chúa lại đến quá nhanh như vậy. Ngày cha mất, có nhiều người được cha cứu giúp, đến để kể cho con nghe những câu chuyện rất ly kỳ. Con cũng không biết phép lạ là gì, nhưng có một số sự việc cha dặn dò con trước và đến nay nó đã xảy ra đúng như vậy. Người ta nói cha là một vị thánh, cả cuộc đời cha chỉ làm phước cứu người, không màng gì cho bản thân. Trong những ngày này, có rất nhiều người gọi điện nhắn tin hỏi con về cha. Con xin phép được nói sơ lược tiểu sử của cha, nhà khoa học, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sinh ngày 2 tháng 7 năm 1977 tại ấp Rồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Cha, ông cố là Nguyễn Văn Lễ, sinh năm 1932, là tu sĩ dòng Sito Phước Sơn, Vũng Tàu, Việt Nam. Và anh họ, Tadeo Trần Chánh Thành, linh mục chánh tòa tại Thụy Điển. Cha Tường học tiểu học tại trường Vinh Kim B, trường trung học cơ sở Vinh Kim A, học phổ thông trung học Cầu Ngang, tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1996. Từ lớp 9 đến lớp 12, cha Tường là giáo lý viên của nhà thờ Rồng Lớn. Năm 1998, 21 tuổi, cha đi tu ở Đại Chủng Viện Thánh Quý, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Năm đầu tiên, cha làm trưởng khoa triết học. Năm thứ hai, cha làm trưởng khoa y tế. Năm 2000, cha Tường là học trò và là con nuôi của giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạnh. Cha cùng với cha nuôi nghiên cứu công nghệ chấm nano, thảo dược nano để chữa ung thư giai đoạn cuối. Năm 2005, cha cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch nghiên cứu công nghệ cát hóa đá để giúp miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa được làm sân phơi lúa ngàn biển. Năm 2007, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường được đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, giáo phận Vịnh Long, phong chức linh mục và bổ nhiệm cha làm cha phó giáo xứ Phong Hòa Đồng Tháp. Trong thời gian làm cha phó, cha Tường đã cho ra đời công nghệ cát hóa đá sau 2 năm nghiên cứu nhưng chưa đưa vào ứng dụng vì cha ưu tiên đưa công nghệ chấm nano, thảo dược nano chữa ung thư cứu người và phụ trách các công việc mục vụ của giáo xứ. Năm 2009, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường được đức cha Tôn Ba Tân bổ nhiệm làm cha xứ nhà thờ Long Thắng, tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 2009 đến 2012, cha giảng thánh lễ Long Chúa Thương Xót tại nhà thờ Long Thắng, quy tụ dân chúng tại các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long để yêu thương cho không, có thánh lễ lên đến cả vạn người. Cha thực thi lời Chúa dạy là yêu thương và cho không bằng những việc làm cụ thể như xây dựng nhà máy hơn 1 tỷ đồng để cấp nước tinh khiết hàng tuần cho bà con nghèo, phát gạo hàng tháng, xây nhà tình thương hàng tháng cho bà con nghèo. Xin lễ không lấy tiền, nấu cơm miễn phí, cha hướng mọi người đến con đường bác ái, yêu thương cho không, giúp đỡ người nghèo, người già, người vô gia cư, không nơi nương tựa. Tháng 12 năm 2012, cha được Đức Cha Tân quyết định bổ nhiệm làm cha sở nhà thờ Thành Thới, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Từ tháng 12 năm 2012 đến 2014, cha giảng thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót kêu gọi mọi người thực thi lời Chúa, yêu thương và cho không tại nhà thờ Thành Thới. Cũng ở đây, cha xây dựng nhà máy nước hơn 3 tỷ đồng để tạo ra nước khoáng, nước ngọt để uống và nước biển dâu xì sát, nước mặn dùng để ngâm tắm và điều trị các bệnh ngoài da để cho miễn phí cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ và người dân xung quanh nhà thờ Thành Thới nấu cơm miễn phí cho mọi người. Tham dự thánh lễ, phát gạo hàng tuần, xây nhà tình thương hàng tháng. Tháng 3 năm 2014, cha giảng thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót. Cũng tại đây, cha phân tích lời Chúa. Đức Chúa Trời phán, tại đây ban cho các ngươi mọi thứ, cỏ, mang hạt giống trên khắp mặt đất.
và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Không chỉ là một vị linh mục, cha còn là một nhà nghiên cứu chữa bệnh ung thư, cha muốn nói cho tất cả mọi người một bí mật. Khi con người nạp quá nhiều thịt động vật vào cơ thể thì đó chính là môi trường axit, tạo điều kiện cho các mầm bệnh, đặc biệt là ung thư. Ngược lại, tế bào ung thư sẽ chết trong môi trường kiềm, cây cỏ mang hạt giống có tính kiềm. Do vậy, ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn chay, cơ thể con người sẽ chuyển từ môi trường axit sang trung tính và kiềm. Từ đó, cha khuyên mọi người nên ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn chay. Chính vì điều này, cha đã bị phạt vạ tuyệt thông, hay gọi nôm na là treo chén vì họ cho rằng lời khuyên này không đúng với tinh thần công giáo. Khi đó, có nhiều cha khuyên cha chỉ cần nhận lỗi là xong và vẫn tiếp tục là một vị linh mục đức cao vọng trọng. Có người lại nói phải chi cha cứ là một vị linh mục được hưởng phước, được quyền cao chức trọng. Tội gì cha phải xả thân cứu người rồi bị vạ vào thân. Nhưng không, cha không màng hư danh, cha vẫn trở về quê nhà tiếp tục nghiên cứu chữa bệnh ung thư cứu người. Đối với cha, việc quan trọng và cấp thiết chính là cứu người. Cha cứu người cho đến lúc chết và dù có phải chết thì cha cũng không từ bỏ việc cứu người. Cũng vào thời điểm này, cha được sai vạ tuyệt thông, phục hồi lại các chức sắc. Ngày cha mất, được cử hành đúng nghi thức của một vị linh mục tại nhà thờ rộng lớn trong niềm tiếc thương vô hạn. Đám tang của cha không chỉ có người thân, các cha, các giáo dân và phân nửa là các bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân được cha cứu sống. Họ chịu tang cha như chính người sinh thành ra họ một lần nữa. Còn những người nhà của bệnh nhân túc trực từ hôm cha được đưa từ bệnh viện cho đến khi việc chôn cất xong xuôi, họ mới dập đầu tiễn biệt cha ra về. Cũng trong những ngày tang lễ ấy, có những kẻ đã trắng trợn dựng chuyện, đặt điều nói xấu cha. Cũng đến ngậm ngùi cầu nguyện cho cha tường như một lời ăn năn sám hối muộn màng. Tôi đặc biệt cảm kích cha Tân, người anh em của cha, xúc động phát biểu trong tang lễ. Các cha ngoài kia vẫn đang rao giảng lời của Chúa, nhưng chính cha tường mới đang thực thi lời của Chúa. Việc làm của cha tường chính là yêu thương tất cả mọi người. Cả đời cha tường giúp người cứu người, không màng đến bản thân, cứu người đến cả lúc chết. Đúng vậy, những ngày đó, số bệnh nhân ung thư lên đến gần 800 người. Cha tường có những đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng vì làm việc quá sức mà cha đã bị đột quỵ. Còn nhiều điều nữa, tôi sẽ viết tiếp ở bài sau, hết trích. Tác giả, nhà báo, nhà xuất bản sách và cũng là con gái nuôi của cha tường, chị Nguyễn Trang Nhung. Trân trọng cảm ơn tác giả. Video Thành kính phân ưu cùng gia đình. Xin Chúa đón nhận linh hồn cha Phêrô vào nước Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.